Bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Raygun City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok mọi người ơi, và hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu cái clip tiếp theo. Từ từ sau một vài cái dòng tâm sự trải lòng đấy, mấy nay mình không có tâm sự trải lòng ấy, thì thực sự ấy là tạo hóa sinh ra cho chúng ta nó là một cái quyền, đó là quyền bình đẳng tất cả mọi người với nhau, đúng không? Tuy nhiên ấy là có nhiều người họ không thích bình đẳng, họ thích làm bố của người khác cơ. Nghĩa là mày phải làm cái trò này cho tao, mày không làm cái trò này cho tao thì tao sẽ unsub mày, tao sẽ dislike tất cả video của mày, sau đó tao sẽ gọi họ hàng của tao dislike tất cả video của mày, vì thế mày phải làm cái series này cho tao. Thì thực sự mọi người đấy, mình phải nhắc đi nhắc lại 1980 lần là mình làm video bây giờ ấy là chỉ cho những bạn nào yêu quý mình xem thôi, chứ mình không có làm vì tiền bạc hay là mình làm vì view đâu. Cho nên là nếu như các bạn mà muốn xem những cái người nào nhiều view ấy thì các bạn hãy lên trên tab Thịnh Hành nhá. Ở trên tab Thịnh Hành thì lúc nào cũng có những cái video hàng triệu view, hàng trăm nghìn view cho các bạn xem. Còn đây là cái kênh của một người làm hoàn toàn vì đam mê, một gã hết thời làm vì đam mê cho tất cả những người xem của tôi xem. Và tôi cũng không cần bất cứ một cái sự tội nghiệp nào đến từ bất kỳ một ai, bởi vì là khởi đầu của tôi làm không có ai xem. Đấy, rồi tôi làm từ từ thì may mắn tôi được 1 triệu sub và được khá là nhiều người xem, chứ không phải là bỗng nhiên tôi được nhiều người xem. Rồi khi mà tôi làm được nhiều người xem thì nhiều người biết đến tôi, rồi họ quay qua họ nhận tôi là idol, họ nhận gọi là họ là fan của tôi. Mặc dù là chưa bao giờ tôi nhận bất cứ một ai là fan của tôi hết. Tôi chỉ mong muốn tất cả chúng ta là những người bạn của nhau thôi, những người bình đẳng thôi, bởi vì là trước giờ có rất là nhiều người nhận là fan của mình rồi. Rồi sau đó là họ lại quay qua chửi là ngày xưa bố mày là fan của mày đấy, vì thế mà mày phải làm cái này cho bố mày, mày không làm cái series này bố mày sẽ không làm fan của mày nữa, bố mày sẽ dislike tất cả video của mày, nghe chưa thằng con dai đấy. Thì thực sự là mình cảm thấy rất là buồn anh em ạ. Thì thế mà mình chỉ mong sao ấy là tạo hóa đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta quyền bình đẳng với nhau, thì chúng ta hãy bình đẳng với nhau thôi. Đấy, chúng ta không nên để làm bố người khác, và chúng ta không nên gọi là quá đề cao bản thân quá. Đấy, mình làm YouTube chỉ là bởi vì mình đam mê thôi, trước giờ mình làm không có tiền. Bây giờ kể cả là mình không có bật kiếm tiền nữa thì mình vẫn làm thôi, bởi vì căn bản là mình bị ghiền làm ấy. Cho nên là lâu lâu thì mình sẽ làm cái series này, series nọ xóa cái series trai. Đấy, và vì thế mà các bạn có thể thấy là có những cái series mình sẽ drop. Và thực sự là cái vấn đề về view cao, view thấp ấy, mình cũng không cần. Bởi vì là các bạn có thể thấy là có rất là nhiều cái series mà mình làm rất là nhiều view, xong tự nhiên mình chán quá, mình bỏ luôn, mình chuyển qua làm cái trò khác luôn. Bởi vì là đó là cái sở thích của mình, một cái sở thích cực kỳ quái đản, một sở thích rất là biến thái, rất là dị hợm. Đó, cho nên là chả bao giờ mình có thể nổi tiếng được, và chả bao giờ mình có thể có nhiều view được đâu. Cho nên là các bạn cũng không cần phải góp ý cách để cho Vũ Lít có nhiều view, và các bạn cũng không cần là mình phải quay trở về cái thời đỉnh cao của mình làm gì. Bởi vì đấy chỉ là cái sự may mắn thôi. Nếu các bạn muốn thì các bạn có thể làm, các bạn có thể lấy nút vàng, nút kim cương, nút ruby. Còn Vũ Lít thì tất cả những cái thứ đấy nó chỉ là may mắn đối với Vũ Lít thôi. Và Vũ Lít thực sự là cũng không cần những cái nút đấy, bởi vì là nút bạc của mình thì mình đang dùng để kê đồ ăn, còn nút vàng của mình thì hiện tại nó vẫn đang ở trên công ty Creatory và mình vẫn chưa mang về đấy. Cho nên là mọi người đừng có nghĩ là mình làm YouTube vì tiền hay là vì view. Mình chỉ làm bởi vì là mình hứng lên mình làm, mình thích mình làm thôi, còn mình không thích thì mình không làm. Đấy, khi nào mà các bạn thấy mà mình không làm nữa thì là tất cả các kênh YouTube của mình nó đang chơi bóng rổ nhá mọi người. Đấy, cho nên là các bạn cứ yên tâm đi. Khi nào mà mình còn đam mê với cái công việc này thì mình vẫn sẽ làm, kể cả nó có nhiều view hay nó ít view. Thì đây cũng không phải là một cái công việc mình chính của mình để mình kiếm tiền. Bây giờ mình đã có rất là nhiều công việc có thể giúp cho mình kiếm thu nhập, cho nên là mình chỉ làm YouTube cho nó vui thôi. Cho nên là nếu như bạn nào xem được thì xem, không xem được thì khi nào các bạn cảm thấy là mình vui nhộn trở lại thì các bạn xem. Còn các bạn cảm thấy mình không vui nhộn thì các bạn có thể lên tab Thịnh Hành, các bạn xem những cái video triệu view, trăm nghìn view. Đấy, đấy là sở thích của tất cả mọi người mà, đúng không? Mình không ép mọi người. Đấy, mình cũng chỉ mong mọi người đừng có bắt mình phải làm bất cứ cái điều gì hết. Bởi vì là ông trời sinh ra chúng ta, tạo hóa sinh ra chúng ta và cho ban cho chúng ta cái quyền bình đẳng tất cả mọi người với nhau. Chứ các bạn không nên làm bố của mình. Ok. Rồi, và màn trải lòng đã tới đây rồi. Không lòng vòng, Vũ Lít như là Hải Phòng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với lại clip của ngày hôm nay luôn. Và hiện tại là bán một con rồng mang tên là Master Dean Dragon. Dean này có vẻ là điên không anh em nhỉ? Dean này là gì nhỉ? Dean này tiếng Anh là gì? Master Dean à?
Bậc thầy điên à? Bậc thầy điên? Bậc thầy điên Reagan? Bậc thầy rồng điên à? Nghe ảo ma Canada quá ta. Thì thực sự á là mấy cái thumbnail ấy các bạn, mấy cái thumbnail mà mình để ở trong những cái video ấy, hầu như là mình lấy ở trên Google, mình search mấy cái tên của con rồng người ra đấy, mình thấy cái thumbnail là mình lấy ở trên Google luôn á, cho nên là sẽ có cái thumbnail 5 sao, 70 năm sao, level 100, level 1 tỷ ấy. Thì mình chỉ lấy lên mình úp lên cho vội thôi anh em ạ. Đấy, chắc là bữa nào mình sẽ phải cố gắng ghi thêm credit, bởi vì là dạo này thì cũng dính phải mấy cái gọi là cái gì nhỉ, cái bản quyền đấy, cho nên là mình chắc là mấy bữa nào mình phải ghi credit là của ai vào các bạn ạ, không là mình sẽ bị người ta nói là ăn cắp bản quyền của người này người kia đấy. Đấy, khổ lắm anh em ạ. Mà thậm chí là mình thấy là mình chơi game như này mình đã ăn cắp bản quyền của nhà phát hành SocialPoint rồi, cho nên là mình lỡ ăn cắp bản quyền rồi, cho nên là mình sẽ ăn cắp luôn bản quyền luôn các bạn ạ. Thôi nhưng mà chắc là mình sẽ phải siêng đấy bạn. Mình nghĩ là mình sẽ phải siêng hơn, mình sẽ phải tự làm ra những cái thumbnail thôi mọi người ơi, chứ không làm mấy kia mốt người ta lại kêu mình ăn cắp thì chết các bạn ạ. Thôi sorry mọi người á, cho coi như cho mình ăn cắp mấy cái thumbnail thêm một vài tên nữa đi, rồi sau đó là chúng ta sẽ thôi mình sẽ cố gắng làm tất cả những cái thumbnail mới. Mình không muốn trở thành một thằng ăn cắp chuyên nghiệp các bạn ạ. Và mình xin lỗi tất cả mọi người vì trước giờ mình đã ăn cắp rất là nhiều thumbnail ở trên Google đấy. Mình đã ăn cắp tất cả những hình ảnh ở trên Dragon City, ăn cắp tất cả những con rồng ở trên SocialPoint để mình mang về là mục đích cá nhân của bản thân mình. Đấy, mình xin lỗi trước nhá, mặc dù là chưa ai đánh nhưng mà mình khai luôn là những cái đấy là mình lấy ở trên Google nhá. Và mình cũng chả biết là lấy của ai nữa, mình cứ lấy thấy trên Google mình thấy con rồng gì á. Mình ví dụ một ngày mình sờ tới con rồng gì đây. Ví dụ một ngày mình tìm ra con rồng gì, ví dụ như con này đi. Thì mình lên trên Google mình tìm là Zodiac Princess Dragon Dragon City thì nó ra cái hình nào thì mình chọn cái hình đầu tiên mình lấy làm thumbnail luôn. Cho nên là nhiều bạn sẽ nói là ơi trời ơi con rồng của mày cấp 30 là sao mày lấy con rồng 5 sao. Thì mình lên trên Google mình lấy cho nó nhanh nhá mọi người. Thôi chắc là từ hôm nay thì tôi sẽ tự làm thumbnail đi ha. Đấy các bạn thấy chưa? Đây là một sự thành khẩn nhá. Người ta nói là đánh kẻ chạy đi đừng ai vụt kẻ chạy lại. Cho nên là hy vọng mọi người thông cảm cho Vũ nha. Vũ cũng không muốn điều đấy đâu, chẳng qua là Vũ lười đấy các bạn. Thật sự là cái bệnh lười vãi cả trường ra luôn đấy mọi người. Nhưng mà cũng may mắn là mình cũng không có cho mấy cái kênh của mình đi chơi bóng rổ nhá mọi người. Dạo này mình thấy tự nhiên nhá, cuối năm nhá, có nhiều người, có nhiều bên hợp tác với mình ghê các bạn. Họ hợp tác cho cái kênh của mình chơi bóng rổ ấy mọi người. Cứ kêu là anh Vũ ơi, em thấy là cái kênh Cá Mòi TV của anh sao dạo này không thấy hoạt động thế. Em có thể gửi một lời mời hợp tác đến cho anh với những câu lạc bộ bóng rổ không? Anh chỉ việc úp những cái câu, những cái clip bóng rổ lên và em sẽ đưa cho anh rất là nhiều tiền. Sau đó là từ đấy thì cái kênh của anh sẽ thuộc về của em, còn anh thì sẽ được rất là nhiều tiền. Nhưng mà Vũ Lít xây méo. Mặc dù là tao không có làm cái đấy nữa đấy, nhưng mà đấy kênh đấy có rất là nhiều người đăng ký của tao rồi. Họ yêu quý tao, họ đăng ký tao, cho nên là tao không bao giờ tao bán rẻ những người đang xem của tao. Sao? Như nào? Tiền á? Mình nghĩ tiền có thể mua được á? No. Tao làm vì đam mê đấy. Tao ngu đấy, sale. Thôi chứ lâu lâu cũng tạo tí đùa vui với mọi người thôi, chứ thực sự là mình đã nói rất là nhiều lần mình không bán, mà vẫn có nhiều đứa nó inbox cho mình cả ở bên fanpage, cả ở bên ở bên Gmail đủ thứ hết các bạn. Nhưng mà chắc là mấy đứa nó mua kênh thì nó cũng không có xem clip đâu ha, nó chỉ thấy cái kênh nó không hoạt động thì nó liên hệ với cái Gmail ở dưới để nó mua thôi các bạn ạ. Nhưng mà mình lười trả lời những câu hỏi đấy. Bây giờ những cái câu hỏi như vậy mình còn không xem nữa cơ các bạn, không thèm xem luôn. Sau chúng nó chuyển qua in comment ở dưới hình ảnh avatar Facebook của mình, toàn mấy bọn tích xanh thôi, sợ thật các bạn ạ. Sao chúng nó có tích xanh nhở? Mình cũng đang thắc mắc đấy các bạn. Chúng nó có tích xanh chúng đi mua ạc YouTube về chúng nó cho chơi bóng rổ. Theo bọn đấy là nó hợp tác rất là nhiều câu lạc bộ bóng rổ khác nhau ấy các bạn, cho nên là chúng nó có tích xanh. Không biết nữa các bạn không ấy. Thì mình cũng thấy là có rất là nhiều các YouTuber ngày xưa đấy. Thì mình thấy có rất nhiều ông ấy kiểu dạng tôi rất đam mê với YouTube và tôi sẽ sống chết với cái nghề này. Sau đó là họ sẽ bán cái kênh họ đi rồi họ tạo kênh mới. Cái lời giải thích của họ là do cuộc sống quá khó khăn, do thế này, do thế kia, cho nên là mình phải bán kênh của mình đi để mình đầu tư cái này, mình đầu tư cái kia. Rồi bây giờ mình sẽ quay trở lại mình làm, mong các bạn hãy ủng hộ cho mình nha. Thực sự là cuộc sống của mình nó rất là đáng thương, nhưng mà mình lỡ mình bán các bạn rồi, cho nên là bây giờ mình lỡ làm lại thì các bạn cũng phải thông cảm cho mình nhé. Mình có bán rẻ các bạn thì các bạn vẫn phải ủng hộ cho mình nha. Ui, nghe dễ chưa? Nhưng mà đấy không phải là cái thứ mà Vũ hướng tới, không bao giờ bán được cứ một ai.
khi nào á mà Vũ nghỉ YouTube thì Vũ sẽ bán luôn, bán hết tất cả các bạn, mình sẽ đem mình bán một lượt luôn. Lúc đấy là có nghĩa là tất cả các bạn sẽ cho đi chơi xem bóng rổ hết. Lúc đấy các bạn không thích xem bóng rổ đúng không, cho xem bóng rổ hết luôn đấy. Thế nó mới đẳng cấp anh em ạ. Chứ tự nhiên bây giờ mình có tạo nhiều kênh ấy, mình cứ để đó. Bởi vì là những cái kênh đấy là mọi người ủng hộ mình mà, mọi người đăng ký kênh, mọi người follow cho mình mà. Tự nhiên bây giờ mình mang đi mình bán thì có gì khác gì là mình đang gọi là bán đi những người thân yêu quý của mình đâu. Vấn đề là mình nói nhiều lần rồi, hôm nay mình đã nói lại. Mình cảm giác là mình bị spam ấy các bạn. Anh em có cảm giác là mình bị spam như lời nói ấy. Clip này lại nhảy nhiều quá. Nhưng mà nhiều bạn cũng comment dưới nó là làm clip gì mà lại nha lại nhà, nó đi nó lại, nó tai nó hồn, nó mãi không biết ngán nào. Nhưng mà thực sự thì làm mấy clip thì nó cũng chỉ có thế thôi các bạn ạ. Ui, cái này là Uyên đua cho mình đấy mọi người ơi. Hôm nay mình sẽ review con rồng này đi mọi người ơi. Enjoy. Congratulations. Chúc mừng. Làm tốt lắm, công việc tốt lắm. Dragon Master bậc thầy rồng ơi, hãy thưởng thức cái thành quả ngon ngọt mà bạn đã kiếm được đi. Và hãy giữ cái trò chơi này một cách nhiều hơn nữa và chơi nhiều event hơn nữa. Đấy, chúng ta đã nhận được con rồng mang tên là Ascended Sager Dragon. Các bạn thấy mình đọc đúng không? Dạo này mình đang cố gắng học tiếng Anh ở bên YouTube đấy mọi người. Đấy. Sa rồng công công anh em ạ. Thánh chỉ nhờ, nó mang thánh chỉ các bạn ơi. Rồng huyền thoại, thánh chỉ tới, hợp lý nhờ. Mình sẽ đặt tên con này là thánh chỉ. Được không anh em? Mọi người thấy cái tên thánh chỉ nghe nó có sai không nhờ? Đoán này đi. Sao tự nhiên lại trong đây lại có nhiều rồng rồi. Divine đó. Bây giờ tìm Divine, ủa? Tìm Divine không ra à? Cái gì đấy? Có một cái habitat dành cho... Rồi đi mọi người nhá. Có một cái habitat này cho những vị thần luôn đấy hả? Đẳng cấp quá vậy. Lần đầu tiên mình thấy cái habitat này luôn mà đâu ra vậy? Update đây nè. 500 cái habitat thần nè. Ui, update cũng nhanh nữa nha. Update cực nhanh luôn mà không tốn thời gian luôn các bạn. Ok. Update không tốn thời gian luôn mọi người. Đây là ngôi đền của những vị thần các bạn ạ. Hợp lý chưa? Mình sẽ gọi đây là ngôi đền của những vị thần nha. Wow, xịn sò con bò. Đẹp dai khoai to con ngan con ngỗng. Từ nhá, mình nhớ là nó sẽ là cái gì Ascend gì đấy các bạn. Ascend chứ thôi. Ai đang like mấy con này đấy? Hình như Lộ Uyên đang like mấy con này đấy nha. Rồi, đây. Ascend đúng không? Đây. Ascend Say Dragon anh em ạ. Trời ơi. Khổ chưa? 47 tiếng. Đây là một con rồng thần nha mọi người. Ok à, không. No, tao sẽ cho mày về với ngôi đền của những vị thần. À, như thế nó mới thể hiện rõ cái sự đẳng cấp. Đây là con rồng mới nhất nha mọi người. Đây là con rồng mới nhất. À, mình đã sở hữu con rồng huyền thoại mới nhất. Con này sẽ đặt tên là Thánh Chỉ tới anh em ạ. Thánh chỉ đi. Thánh chỉ đây đi anh em. À quên thì đây. Nhân kiện thì mình cũng có làm một kênh YouTube mang tên là Vũ Lít TFT này anh em thấy không? Có một bạn vừa đăng ký kênh cho mình nhé. Thì cái kênh đấy mình chuyên gia livestream cờ liên minh. Đấy, bạn nào mà muốn xem mình livestream cờ liên minh hay là các bạn muốn lên đấy chém gió hay tâm sự với mình á. Và các bạn đừng có lên đấy các bạn kêu mình làm cái này đi làm cái kia đi á. Và các bạn lên đấy có thể gọi là tâm sự những chuyện đời thường các bạn. Đấy, chém gió về cuộc sống, chém gió về thiên nhiên cây cỏ hoa lá. Thì các bạn có thể lên trên kênh đấy để các bạn chat giao lưu chém gió với mình. Ngoài ra thì mình có một cái Discord. Nếu bạn nào mà muốn thì các bạn có thể qua bên kênh đấy nhé. Chúng ta có thể có một cái Discord để giao lưu với nhau nhá. Nhưng mà tuyệt nhiên thì các bạn cũng đừng có qua các bạn kêu mình là anh ơi anh làm cái trò này đi, anh ơi anh làm cái trò kia đi nhé. Bởi vì là thực sự đấy, mình thích cái trò gì mình mới làm thôi. Đã bảo rồi, tạo hóa ban cho chúng ta một cái gọi là cái bình đẳng giới đấy mọi người ấy. Hy vọng mọi người đừng lấy cái quyền năng làm bố ở trên mạng xã hội ra để các bạn chỉ đạo mình nhá. Mình cảm thấy rất buồn đấy mọi người. Rồi xong luôn mấy con rồng mới đấy các bạn. Mấy con rồng mới thì như anh em thấy là nó sẽ không có một cái đó là cái gì nhở, nó sẽ không có một cái gọi là cái young skin đây, nó không có young skin đó. Nó chỉ có baby skin và older skin thôi. Vì thế mà khi mà mình cho lên level 15 ấy thì nó sẽ có một cái skin mới, tuy nhiên nó bị một cái không được hay lắm các bạn ạ. Đấy, đó chính là hai cái animation của nó hoàn toàn giống nhau đúng không này. Lẽ ra là nếu như mà nó giảm cái young skin đi thì nó bỏ bớt một cái thời gian để nó vẽ một cái skin đi thì mình nghĩ là nó nên
nên một cái đó là nên một cái gọi là gì ta, nên một cái gọi là đổi cái animation nó đi đấy, như là cuốc cuốc đi, lúc bé thì giơ cái cuốc này lên đúng không, lúc to lên thì cầm cái cuốc này cuốc xuống đấy, như thế thì cũng làm một cái gì đó khiến cho người xem người ta cảm thấy hài lòng đúng không anh em. Đây thì hôm qua mọi người có nói mình ấy, cái này ấy là cái tăng cái tỷ lệ đấy, tăng cái tỷ lệ like mấy con ở trên đảo này lên. Ví dụ như là bây giờ các bạn muốn like mấy con legend như này đi đấy, thì nó yêu cầu những con neuter với con ai dragon này, thì các bạn hãy sử dụng vào con neuter cũng như là con ai này thì cái tỷ lệ các bạn like ra nó cao hơn đấy. Thì không biết là cái này mình nói có đúng hay không nha, nếu các bạn nào mà xác thực thì các bạn hãy comment xuống dưới để cho mình biết. Ok, còn hiện tại thì thực sự là mình không có biết cho nên là mình cũng không dám nói nhiều, nó liều thành ra là mọi người lại không thích, mọi người không thích thì mọi người lại lại chửi, mọi người lại dislike, mọi người lại unfollow của mình nữa. Thực sự là điều đấy không khiến mình buồn nhưng mà nó sẽ khiến cho mình cười đấy mọi người, khổ lắm anh em ạ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục chơi cái vòng quay. Ui tiếc thế, hôm nay nó mà qua cái qua vòng thì đẹp đấy các em ạ. Rồi chúng ta sẽ được một cái nanh qua cái battle và một cái collect food anh em ạ. Cái nanh này thì chúng ta chờ một tiếng nhá, cái nanh này thì ngon anh em ạ, còn cái collect food thì chờ cũng khá là lâu. Nói chung là đợi chờ lại phúc thôi mọi người ơi, và mấy nay mình cũng lười đi đấu rồng quá các bạn. Đây là chắc là để ngày mai đấu rồng ha. Hôm nay mình đã review con rồng mới rồi và mang nó về ngôi đền của những vị thần rồi. Mà không biết cái cục ở dưới là cái cục gì đấy, cái cục ô cục kho báu à? Có báu gì nhỉ? Có một cái dương kho báu anh em ơi. Ngon chưa? Chen xua này. Số kho báu à? 7000 à. Bữa đấy, được có 7000 à. Ngoài ra thì có một cái dương này. À, dương kho báu này à? Nhưng mà nó có rất là nhiều những cái con mà dạng VR này. Mỗi con sẽ đâu đó tầm 3% anh em ạ. Đấy, nói chung là nó bao gồm cả Legend này, cả Epic này, cả VR và thậm chí đến VR thôi. Nhưng mà con nào cũng đẹp nha. Con nào trên đây cũng đẹp hết đấy các bạn ạ. Không con nào xấu luôn. Đấy các bạn nhìn này. Kiểu mấy con dạng con VR ở đây thì cũng là thuộc dạng mấy con rồng đẹp ấy. Cho nên là mình cũng không biết rồng chúa hề này anh em. Nhờ. Ui. Quá đẹp quá. Speed Racer tốc độ à? Đường đua tốc độ à? Rồng đường đua tốc độ à, anh em. Rồng hamburger này, Supernova. Thấy các bạn thấy mấy con rồng ở đây đẹp không? Mình thấy tất cả con rồng đây đều đẹp nha. Hình như là cũng có một con rồng Legend nó giống với con này. Mình nhớ không nhầm. Ui con Epic này mà nhìn nó đẹp vậy. Con Epic này đẹp à? Con rồng Voi, con rồng Villager Dragon làm nhớ đến cái con rùa ở trong cái hòn đảo của bên One Piece ha. Con rồng cay này. Ui con rồng này hình như là nó có ở trong cái đánh quét đấy các bạn. Phải không? DK Dragon, để mình ra mình xem nào. Ở trong cái đánh quét nó có một cái con rồng nó đâu đó nó tương tự cho con rồng này. Đây. Trong cái question này. Đấy. Ở đâu đó ở phần tiết cuối cơ các bạn ơi. Phải không nhỉ? Hay mình bị nhầm ta? Ở cuối con giống 4 hệ cơ, đây là đâu đó trong mấy con 4 hệ cuối này anh em. Không phải con này, không phải con này luôn, không phải con này luôn. Hình như mình nhầm rồi anh em. Đây, nó giống con này đây mọi người. Các bạn thấy giống không? Mình thấy khá là giống ấy, cho nên là mình cũng hơi mường tượng ra tí. Đấy, cái này thì những ông nào mà chơi lâu năm là các bạn chỉ cần nhìn phát là các bạn mường tượng ra con rồng này rồng kia thôi. Rồi, ấy, nó có thêm mấy cái nhiệm vụ đấy nè. Chim parrot này. Ngon. Đánh luôn anh em. Đánh luôn. Thơm. Mewtwo của mình bây giờ mới A trừ ấy à? Vậy chắc là mình phải huấn luyện cho Mewtwo nhiều lên. Ui, mấy con rồng này nhìn xấu xa quá ta. Ui, rồng cây thông Noel luôn. Ghê vậy. Cầy thông Noel của chúng tôi. Nhờn mới cả là Mewtwo à? Xong luôn ấy à? Sao nhìn nó cùi bắp vậy? Rồi, tiếp tục. Nhiệm vụ nữa. Con rồng này, nhiệm vụ này là nhiệm vụ gì đây nhở? Mình cũng chưa biết nữa. Ludo này, một hit. Rồng ua. Rồng đầu sư tử lai rắn. Ghê quá ta. Sư tử lai rắn. Hi. Ua. Con này là một con rồng khá là giống con khủng long bay ở trong ARK. Con Patek gì đấy, chả nhớ nữa. Lâu quá không chơi rồi cũng quên anh em ạ. Rồi và ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình nha.
Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye!